Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chủ Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay là ngày lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và đây là khách hàng dễ thương người Mỹ đầu tiên đến với VinFast. Có thể nói hôm nay là ngày đặc biệt của những nhân viên của VinFast đã làm việc hết sức cật lực để giao xe cho các khách hàng. Và trên màn hình quý vị thấy đây là một khách hàng người Mỹ đã nhận xe và sẽ lái ra về, và sẽ có nhiều người Mỹ khác sẽ được nhận xe trong hôm nay và bắt đầu từ hôm nay, ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, vân vân, thưa quý vị. Và những người Mỹ này rất hài lòng và quý vị thấy là họ đang vui vẻ lái xe ra khỏi khu bãi đỗ parking của công ty VinFast để lái về nhà một cách hứng thú vui vẻ. Và tiếp theo là một khách hàng người Mỹ khác lái một chiếc xe khác của VinFast được giao ngay ngày hôm nay để lái về nhà chạy trên các đường cao tốc highway vân vân. Và có thể nói xin chúc mừng những vị khách Mỹ này đã nhận được xe một cách vui vẻ. Và từ hôm nay thì xe VinFast sẽ chạy đầy đường ở California và trong tương lai sẽ chạy đầy đường ở nước Mỹ, thưa quý vị. Hey VinFast, làm ơn chạy chậm chậm giùm, bạn chạy lẹ quá. Hey VinFast, chạy chậm chậm giùm nha, bạn chạy lẹ quá, làm tôi tắt thở đây, rượt theo bạn muốn chết luôn.